Trên tay em đang là một con cần luông dưa đút ngọn mờ. Nhà em thì có đủ size ngang và đứng, cây này là size 21 nhé. Em xin giới thiệu sơ qua về cây này. Cái cần này được cái là có hai khuyên đề ba của nó là Fuji nhé các cụ nhé. Đây, khuyên Fuji này. Các cụ xem là Fuji này. Đó. Cần này là xoắn toàn thân nhé. Vào nó đây. Đó, cần này là ngọn mờ này. Khuyên Fuji này. Và đầu bu của nó là đầu bu chống xoắn nhé. Thông số tải mồi của nó là 10 tới 23 30 gram, dây là 10 tới 20 lb này. Đó.